Lời bác Hồ dạy ngày này năm xưa, ngày 19 tháng 12 chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ta, ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Cuối năm 1946, sau những nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Chính phủ Pháp bị thất bại, quan hệ Việt Pháp ngày càng căng thẳng và có nguy cơ xảy ra chiến tranh. Với giả tâm thống trị Việt Nam của thực dân Pháp, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12 năm 1946, tại nhiều nơi trên đất nước ta, quân đội thực dân Pháp đã gây ra nhiều vụ tàn sát đối với đồng bào ta, cử hộ thư đòi yêu sách và đe dọa hành động chiến tranh. Trước tình hình đó, ngày 18 và ngày 19 tháng 12 năm 1946 tại làng Vạn Phúc Hà Đông, Thường vụ Trung ương Đảng hợp mở rộng quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố vào tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, trong bối cảnh đất nước đang gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với ý chí quyết tâm thà hy sinh tất cả, chưa nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ của cả dân tộc đã giúp cho đảng, chính phủ vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng đi đến thành công. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến viết cách đây hơn 70 năm được xem là một lời hịch của non sông, lời hiệu triệu lịch sử, là một văn kiện có tính chất cương lĩnh chính trị, quân sự có giá trị thời đại sâu sắc. Trong tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa đòi hỏi toàn đảng toàn dân và toàn quân ta tiếp tục nêu cao tinh thần giác ngộ cách mạng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ra sức thi đua đóng góp công sức trí tuệ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đối với quân đội ta để thực sự là lực lượng nồng cốt cùng toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc phải thường xuyên quán triệt nắm vững đường lối quan điểm của đảng và nhà nước ta về nhiệm vụ quân sự quốc phòng nhất là nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Nội dung video đến đây là hết. Xin cảm ơn các đồng chí, mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí, mọi người nội dung ngày tiếp theo. Mọi người yêu quý các chú bộ đội thì hãy đăng ký kênh. Tiếp theo nhấn vào nút thông báo để nhận được video các chú bộ đội đăng lên sớm nhất. Và khi xem video mọi người thấy hình ngón tay cái chỉ lên trên thì bấm vào và đừng quên viết những bình luận của mình để các chú bộ đội có động lực làm những nội dung hay hơn nhé. Mọi người muốn chú làm nội dung gì thì hãy bình luận phía dưới video. Các chú bộ đội cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bộ đội này, xin chào tất cả mọi người.